đồ giới hạn theo cái biểu tượng đây, chỉ đường, bấm vô cái là nó sẽ tự động dẫn qua Google Maps luôn nha các bạn. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn thay cái đầu DVD cho xe Toyota Innova nha các bạn. Cái đầu cũ này là của ba mình, là nó bị vậy nè. Điện lên nó khởi động nhưng mà nó bị mát rồi, reset đủ kiểu làm đủ loại rồi, nó không được. Đó, nên mình sẽ tháo ra là mình sẽ giật ba cái núm này lên nè, xoay coi một góc thôi. Đó, xong rồi giật ra, xong rồi gỡ mấy cái ốp này ra, xong rồi tháo ra thôi, không có gì khó nha các bạn. Giờ mình tắt chìa khóa cái này. Giật dễ lắm nha các bạn, rút mạnh lại ra nha các bạn. Ở sau khi tháo mặt dưỡng ra thì chúng ta tháo mấy con ốc nha, một con, hai con này, ba con, bốn con, ốc này ốc 10 nha các bạn. Tháo xong bốn ốc này rồi, tháo cái đầu CD ra, đầu DVD ra. Ở đây thì thợ cũ người ta đã đấu lại dây rồi cho nên nó không còn rắc zin nữa. Mình sẽ hướng dẫn các bạn đắm dây nha. Các cặp dây là trắng, xám, xanh và tím, và nối vào tương ứng với loa trái phải trước và trái phải sau nha các bạn. Màu dây trong xe cũng tương ứng luôn nha các bạn, cũng cùng màu luôn. Đối với xe mà jack còn nguyên bản jack zin thì chúng ta mua đầu Android DVD. Đầu Android thì nó sẽ có jack cắm zin thôi nha các bạn, cắm vô là được thôi. Nhưng mà bây giờ xe của mình thợ người ta cắt rồi cho nên mình đấu, hướng dẫn cho các bạn đấu như thế này. Dây màu vàng là dây dương ắc quy, dây màu đen là dây âm ắc quy, dây màu đỏ là dây lửa sau khóa, còn dây màu cam là dây kích đèn. Đó, nó có chừng đó dây thôi. Chúng ta chỉ lấy đồng hồ dò lại ra nha các bạn. Rồi, sau khi làm xong thì mình sẽ được thành quả như thế này nha các bạn. Nó điện lên nè. Đó, màn hình nó sẽ nhận tín hiệu nha các bạn. Nên mình chỉ cho các bạn là cái phần mềm mà cảnh báo tốc độ miễn phí nha, nó kết hợp với lại Google Maps nha các bạn. Đây, phần mềm tên là tốc độ giới hạn. Chúng ta mở cái phần mềm này lên, chờ một xíu nha các bạn, tại vì mình xài phiên bản miễn phí cho nên là khi nó xuất hiện quảng cáo một xíu nha các bạn. Thì như quảng cáo chúng ta chỉ cần đóng quảng cáo đi, nó sẽ cảnh báo là đảm bảo an toàn khi lái xe. Chúng ta bấm vào đã hiểu. Mình bật vị trí lên nha các bạn. Cái này thì trong cài đặt không, mình sẽ tắt đi. Đó. Ở chỗ vị trí của xe mình đang đậu thì nó sẽ là 50 km/h. Cái mình sẽ bấm vô cái biểu tượng đây, chỉ đường. Bấm vô cái là nó sẽ tự động dẫn qua Google Maps luôn nha các bạn. Bên đây là tốc độ giới hạn, ví dụ như vào khu dân cư, ra khu dân cư thì con số này nó sẽ thay đổi, con số này là tốc độ xa nha các bạn, do cái thiết bị GPS nó sẽ đo được, nó vượt quá tốc độ thì cái này nó sẽ báo. Rồi, nó chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi,
bạn nào quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.